Miệt thứ hôm nay về xã Đông Hưng B ghé ngang vườn nhà chú Vinh xem ao cá dồ và hái hoa đậu biếc. Mình nuôi ăn hay mình nuôi bán chú hả? Nuôi chơi luôn hả? Wow. Còn con cá vàng vàng này là cá gì chú? Mình nuôi chung cá dồi cá chú Hồng được. Cái này nuôi lâu chưa chú? Giống này mà chú mua đâu chú? Dạ. Con bên này bự luôn rồi. Con này bây giờ mình bán ký nhiêu chú? Đúng rồi, bữa hổm cái bạn giờ trên Long cá dồ bày 30 ngàn một ký. Dạ chưa. Dạ.